Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền đây. Nay em Điền quay gấp một cái lô đất này rất là rẻ luôn anh chị. Vội đi quay để mà giới thiệu tới cô chú chị mình một bất động sản ha. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Thì em Điền đang đứng trên đây là trên tỉnh lộ 329 ha. Và cái lô đất mà em Điền chuẩn bị giới thiệu tới đây ha, em Điền sẽ nói sơ ra qua trước cho cô chú chị ha. Là lô đất này đó là có giá trị gia chủ đang kêu bán là 3,5 tỷ, nhưng mà mặt tiền của nó là rơi vào 59 m mặt tiền đường nhựa ha, khu dân cư hơn 2,000 m² đó, và giá chỉ có 3,5 tỷ thôi anh chị. Đó, giá rất là hời luôn, mà đặc biệt bất động sản này rất là thích hợp cho cô chú chị mình đầu tư phân lô hoặc là làm nhà vườn nghỉ dưỡng vân vân. Nói chung là nhìn cái thế đất rất là đẹp anh chị đó. Thì trước khi vào review chi tiết bất động sản đó thì em đi giới thiệu sơ cái cung đường này ha. Thì hiện tại em Điền đang có mặt trên cái tuyến đường tỉnh lộ 329 anh chị. Và hướng em Điền quay trước mặt đây là hướng mình đi ra quốc lộ 55 cũng như là thị trấn Phước Bửu ha, trung tâm huyện. Đó thì di chuyển khoảng đâu đó là khoảng là 6-7 cây thôi là ra tới đó rồi ha. Thì lúc trước em Điền có quay một cái lô đất ngang 5m trên mặt tiền đường này, giá cần bán là 1,670 tỷ ha. Nằm trên cục đường này luôn ha. Từ đây từ cái vị trí em Điền di chuyển xuống khoảng đâu là gần một cây số sẽ gặp ngay đó ha. Thì hướng ra thị trấn đó đó, thì lô đó vẫn còn nha anh chị nha. Anh chị nào mà quan tâm tới bất động sản đó thì liên hệ em nha đó. Và cái hướng ngược lại đây thì mình có thể di chuyển vào trong xã Hòa Hội hoặc là xã Hòa Hiệp cũng như là đi vòng được ra Bình Châu ha. Nói chung là đường tuyến đường thông thương. Tuyến đường này thì là tuyến đường chính từ xã Hòa Hội, Hòa Hiệp hoặc là xã Xuyên Mộc, đây là tuyến đường chính để mà di chuyển ra trung tâm huyện cũng như là đi thành phố Hồ Chí Minh đó anh chị ha. Đó. Và cái lô đất mà em Điền muốn giới thiệu tới đây thì chuẩn bị tới đây thì cách cái tỉnh lộ này khoảng đâu đó vài trăm mét thôi. Đi đây mình đi vào hướng này anh chị ha, đi vào cái đường này. Đó, đường nông thôn này ha. Đó. Thì đây cô chú chị có để ý nha, tới ngay tỉnh lộ thì gặp ngay cái tôn Nga Sơn này, bên hông tôn Nga Sơn mình rẽ vô đường này. Nói chung là đi hai xẹt thôi là tới bất động sản mình rồi, rất là gần ha, rất là gần tỉnh lộ 39, khoảng vài trăm mét thôi. Đường nhựa như vậy luôn anh chị ha, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú chị theo chân em Điền để em Điền review chi tiết bất động sản đó nha. Rồi bây giờ là em Điền đã có mặt tại vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Đó, cô chú chị có thể thấy nè, đường nhựa lát o luôn, mới trải luôn anh chị, cực kỳ sạch đẹp luôn anh chị ha. Và khu này là khu dân cư nha anh chị nha. Đó. Hồi nãy em Điền đi di chuyển từ ngoài này đi vô nè, khoảng đâu vài trăm mét thôi là tới bất động sản mình thôi. Nói chung là bất động sản mình vô thì trục chính luôn anh chị ha, không có đường hẻm đường hiếc gì ha. Nói chung là đi hai xẹt vô nhưng mà tất cả sẹt đó đều đường nhựa hết đó, dân cư đông đó anh chị này, có thể thấy nè, nhà dân ở san sát luôn ha. Đó. Rồi bây giờ đây em Điền sẽ quay cái bất động sản của mình anh chị ha. Trước khi quay bất động sản của mình thì em Điền sẽ nói sơ về cái diện tích bất động sản mình ha. Bất động sản mình đang có diện tích là ngang là 59 m mặt tiền ha, từ đây ha đổ dài tới đằng kia 59 m mặt tiền đường nhựa này đó, và chiều sâu bên cạnh này là sâu vào trong là 51 m đó, 51 m sâu hết rào luôn. Nói chung là bất động sản mình đang có rào móc rõ ràng ha, đang dựng rào kẽm B40 này quanh đất luôn ha. Đó, nói chung là chắc cũng trồng rào cũng lâu lắm rồi đó. Sâu vô kia, nói chung là bất động sản mình thì cạnh bên này là 51 m và cạnh bên kia là 31 m anh chị đó. Và được bên cái này là có chiều sâu 51 m đó. Nếu mà cô chú chị mình mà có thể mà mua mà phân lô hoặc là làm nhà vườn, mình trừ lại một cái mảnh này có chiều sâu 51 mà này ha, mình cắt từ đây qua 15 m đó và sâu tới là 51 m đó. Một cái là cái đất riêng này của mình là mình làm vườn vô tư rồi, và cái phần còn lại mình có thể cắt nhỏ ra mình bán ha, mình bán. Nói chung là bất động sản này rất là tiềm năng anh chị đó. Thì em Điền cũng có nói từ đầu video rồi đó, tổng bất động sản này hơn 2,000 m² nha.
và gia chủ đang cần bán. Em liền báo giá luôn là đang cần bán là giá 3,5 tỷ. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng ha. Em liền cũng dám đảm bảo cam kết với cô chú chị là bất động sản này là không dính bất cứ quy hoạch nào ha. Quy hoạch nói chung là đất sạch đó. Cung đường này đường thông á chị, nói chung là đường nhựa này thông tới đây kia ha. Mình quẹo ra ngoài này thì thông ra lại đường trục chính ra tỉnh lộ 329 á chị ha. Đó. Thì từ tỉnh lộ 329 vào đây cũng không xa đâu, khoảng vài trăm mét thôi. Đó. Dân cư này, nhà kế bên có hàng xóm, nhà rất là bự luôn. Đó. Cái chất đất ở đây thì em liền quay cho cô chú chị thấy nè, đất đỏ ba gian, đất rất là màu mỡ, rất là tốt luôn ha. Đó. Như đối diện bên bất động sản mình thì đang có một vườn nhãn này, rất là đẹp luôn này. Đó, bất động sản mình đang có là hướng nam anh chị nha, hướng đón gió luôn, rất là mát. Đó. Đây, như có một cái tòa nhà ngoài này nè, đó tỉnh tòa nhà đó nằm ngay tỉnh lộ 329 luôn đó, ha. Em điện zoom ra cho cô chú thấy. Đó, tòa cao 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 đó là tỉnh lộ 329 đó, mình ra rất là gần luôn ha. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ thôi anh chị. Đường cao tốc ha. Nói chung là đường xá giao thông ở dưới đây thì khỏi phải bàn rồi. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là được gọi là hạ tầng giao thông rất là nổi bật, rất là ấy luôn, rất là đẹp luôn anh chị. Nói chung là đường xá này kia mở rồi ủi đường nhựa hết trơn à, rất là đẹp luôn đó. Nên là về việc mà di chuyển thì rất là thuận tiện ha. Đó, từ đây mà di chuyển ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn thì hồi nãy em đi có nói ở ngoài tỉnh lộ đó, thì di chuyển ra khoảng 6-7 cây thôi là ra đó rồi, và ra biển Hồ Tràm thì mất khoảng đâu đó là 15 cây số để mình di chuyển ha. Nói chung là gần thì cũng không gần mà xa cũng không xa lắm, nó cũng vừa vừa ha. Gần biển nhất là gần biển Hồ Tràm. Giờ này em quay giờ trưa nhưng mà gió rất là mát luôn chị ha. Khí hậu ở dưới Xuyên Mộc thì khỏi phải nói rồi, một nơi đáng sống luôn anh chị ha, cực kỳ mát mẻ luôn, rất là đẹp, lô đất rất là đẹp anh chị. Đó. Rồi bây giờ em liền xin được phép là quay lại một lần nữa, quay lại cái bất động sản cho anh chị có thể ngắm một lần nữa ha. Đường rất là đẹp luôn. Nói chung là chỗ này thì điện nước là có đầy đủ rồi anh chị, không thiếu gì ha. Đó. Tiện ở tiện nghi thì di chuyển, cô chú chị di chuyển khoảng đâu là bán kính đâu là 2 cây số, 2 đến 3 cây số là đầy đủ rồi, không có xa lắm ha. Nói chung là cách trung tâm xã thì đâu đó xã chợ này kia thì khoảng 2 cây hoặc 2 cây hơn tí thôi là mình có thể ra ngay đó rồi. Đó. Đường xá giao thông thuận tiện, đường thông thương ha. Đó. Rất là mát luôn chị ha. Lô đất rất là tiềm năng. Rồi em Điền cũng xin được kết thúc video tại đây ha. Cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế. Và mình thậm chí nữa mình sẽ có thể là gặp trực tiếp chủ để mà đàm phán thêm được cái giá tốt nhất cho mình ha. Rồi em Điền cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị ha. Xin chào.